Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đi Review, và lâu lắm rồi chúng ta không bàn về top những chiếc smartphone cao cấp. Và trong video này, Sơn sẽ gửi đến các bạn một video top 5 những cái sản phẩm smartphone với mức giá trên 10 triệu và đều là những chiếc máy flagship một thời. Chúng ta sẽ bắt đầu video sau một ít phút dành cho intro nhé. Đầu tiên thì đó là chiếc iPhone 7 Plus cũ 32GB với mức giá là 10.390.000 đồng. Thứ hai vẫn là chiếc iPhone 7 Plus 32GB nhưng là bản CPU chưa kích hoạt và là máy mới trần với mức giá là 12.290.000. Nhắc đến iPhone 7 Plus thì chúng ta nghĩ ngay đến hiệu năng khủng và camera kép lần đầu tiên được tích hợp trên thiết bị iPhone vào 2 năm trước. Bên cạnh về hiệu năng hay là camera thì thiết kế có phần cứng cáp cũng như là pin trâu hay là khả năng chống nước chuẩn IP67 cũng đã trở thành những tính năng làm nên tên tuổi của dòng 7 Plus này. Thứ hai đó chính là cặp đôi iPhone 8 Plus. Một phiên bản là máy cũ 64GB với mức giá là 14.390.000 đồng. Và phiên bản còn lại đó chính là trôi bảo hành máy trần đã kích hoạt có giá là 15.290.000 đồng. Ngoài nâng cấp về thiết kế ở mặt lưng kính thì hiệu năng của chip Apple A11 Bionic ngang với cả iPhone X cũng khiến chiếc iPhone 8 Plus này trở nên đáng mua hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại. Còn lại về màn hình lớn hay là camera, pin trâu thì khá là tương tự như trên chiếc iPhone 7 Plus. Cuối cùng ở trong top 5 này đó chính là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro, đơn thương độc mã giữa hai cặp đôi iPhone. Đây chính là phiên bản nâng cấp của Mi 8 khi được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình. Thiết kế ở phiên bản mặt lưng có màu gradient vàng hồng phá cách và trẻ trung năng động hơn rất là nhiều. Để tiếp tục video thì mình sẽ giải thích lý do tại sao trong top 5 này mình lại lựa chọn đến 4 sản phẩm của Apple, đó chính là chiếc iPhone 7 Plus và 8 Plus. Đầu tiên thì về vấn đề thương hiệu và chất lượng thì có lẽ chúng ta không cần bàn tán nhiều, bởi vì đây là những chiếc máy đến từ Apple, hãng sản xuất smartphone đang thống trị về độ phổ biến cũng như là dẫn đầu về xu hướng. Nhưng quan trọng hơn đó là về mức giá. Với bộ đôi iPhone 7 Plus cũ và CPU thì khó có thể tìm được một chiếc máy nào có mức giá tốt hơn tại di động thông minh, chỉ hơn 10 triệu cho chiếc iPhone 7 Plus cũ và hơn 12 triệu cho chiếc máy CPU chưa kích hoạt và đảm bảo mới 100%. Khi so sánh với hàng mới chính hãng thì rẻ hơn từ 7 cho đến 9 triệu đồng mà chúng ta vẫn có một chiếc máy với những tính năng sử dụng tương đương, chất lượng cũng như chế độ bảo hành được đảm bảo. Còn nếu các bạn đang muốn bắt kịp xu hướng về hiệu năng cũng như là thiết kế hào nhoáng của năm 2018 thì chiếc iPhone 8 Plus chắc chắn là sự lựa chọn duy nhất. Với một chiếc máy vừa mới ra mắt được 1 năm thì bản iPhone 8 Plus đã qua sử dụng chắc chắn vẫn còn rất mới, đảm bảo về hình thức cũng như là chất lượng bên trong máy. Với mức giá là 14.390.000 đồng là mức giá quá hời ở thời điểm hiện tại để sở hữu em nó, bởi giá của iPhone 8 Plus mới hiện tại cũng rơi vào khoảng 21 triệu đồng, mà với mức giá này thì hoàn toàn các bạn có thể mua cho mình một chiếc iPhone X hay là XR sắp được cho ra mắt. Còn nếu như các bạn vẫn đang lăn tăn vì sợ sử dụng những cái dòng máy cũ thì mình cũng có một cái option nữa dành cho các bạn, đó chính là chiếc iPhone 8 Plus bản trôi bảo hành mới trần đã kích hoạt. Với cái bản đã kích hoạt này thì các bạn sẽ được sở hữu máy mới nguyên bản và còn bảo hành của Apple dài dài, hình thức chắc chắn đẹp như mới và những vết xước hay là những lỗi về phần cứng là không thể xuất hiện trên phiên bản này. Bên cạnh đó thì đây là dòng máy mới trần đã kích hoạt cho nên mức giá cũng sẽ tốt hơn so với những phiên bản máy mới chưa kích hoạt. Cuối cùng là Mi 8 Pro thì là một chiếc smartphone Android mình đưa vào trong top 5 này để anh em nào đang có nhu cầu muốn chuyển từ iPhone sang Android thì có thể trải nghiệm được tính năng vân tay ở trong màn hình cùng hiệu năng khủng, thiết kế đẹp với mức giá thì mình không dám chắc là rẻ nhưng mà là khá phù hợp ở thời điểm hiện tại. Về ý kiến chủ quan của mình thì bộ đôi iPhone 8 Plus tại di động thông minh với mức giá loanh quanh độ khoảng từ 14 cho đến 15 triệu là một sự đầu tư hợp lý cho nhu cầu sử dụng mạnh mẽ và lâu dài, không bị mất giá, có thể an tâm về chất lượng cũng như là chế độ hậu mãi. Còn nếu là bạn với số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong top 5 flagship một thời này? Hãy comment xuống phần bình luận bên dưới để mọi người cùng biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!